Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chú Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Nhân tướng học và ứng dụng của Đạo Phật vào trong cuộc sống. Quay trở lại với video hôm nay, mình cũng sẽ tiếp tục chia sẻ và phân tích đến tất cả bạn tương tai này là của một bạn đã gửi cho mình qua cái tên fanpage. Bạn này sinh năm 1987. Như vậy thì năm nay bạn này cũng đã 36 tuổi. Qua cái trang fanpage thì bạn này có nhắn nhủ mình một số thông tin là hiện tại thì cuộc sống của bạn này đang gặp một số cái khó khăn về cái chi phí kinh doanh tiền bạc, nó cũng có một cái sự thất thoát ra đi lớn. Nhưng mà mình phân tích về, mình nhìn sơ về tương lai này thì có vẻ như nó không đến nỗi như vậy. Như vậy thì với cái lý do gì mà bạn này có nhắn với mình như vậy, và thông qua cái tướng tai này chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm xem, bởi vì nó có khá nhiều cái dấu hiệu để cho chúng ta luận đoán và phân tích. Trước tiên chúng ta đi vào phần tổng thể về cái tướng diện của bàn tay. Đây là một người có bàn tay mà cái da tay của họ mình thấy rằng cái màu sắc nó không được tươi nhuận, không biết là do cái thiếu cái ánh sáng hay là do cái máy ảnh. Nhưng mà rõ ràng về cái hình tướng này thì chúng ta thấy được rằng ở cái khu vực này nó hơi đen, nó hơi xanh tối, nó không được hồng hào tươi nhuận cho lắm. Nhưng mà ở cái khu vực Minh Đường này nó cũng còn một điều gì đó nó khởi sắc. Và ở cái khu vực cột Gò Kim Tinh này nó cũng có những cái ám xanh. Thì về tổng luận, nó cho chúng ta thấy được rằng bên ngoài, tức là những cái mối quan hệ ngoài xã hội của những người này, có vẻ như là họ đang quay lưng lại với chúng ta. Những cái mối quan hệ hợp tác làm ăn, hoặc là những cái mối thân tình xã giao trước đây, giống như là chúng ta đang bị bao vây. Nhưng mà có một cái điều rất may là giữa cái khu vực Minh Đường của bạn này nó vẫn còn tươi sáng, cho thấy nó vẫn còn là một điều gì đó cứu cánh đối với bạn này. Tức là cái sự bế tắc của chúng ta hiện nay vẫn còn có cái đường thoát. Quan trọng là nó nằm ở điểm nào để chúng ta mở cái đường máu ra mà đi. Nó giống như là khi mà lâm trận mà chúng ta bị quân địch bao vây vậy. Cần phải có một người đủ can đảm, đủ dũng khí và đủ cái tầm nhìn để biết được con đường nào đi ra, thì chúng ta sẽ phá được cái đường dây đó. Nó giống như cái tướng tài này như vậy. Về cái mặt hình tướng, nó cho chúng ta phân tích như vậy. Tiếp theo chúng ta đi vào cái từng chi tiết xem. Về cái hình tướng nữa, chúng ta cũng thấy được rằng các cái ngón tay nó không có cái khe hở nhiều cho lắm. Nhưng mà về cái lòng bàn tay này, chúng ta thấy một điều rằng cái khả năng mà quản lý tài chính của người này sẽ không phải là một người thực sự giỏi trong cái lĩnh vực này. Cho nên nếu mà về vấn đề làm chủ thì người này cần phải có một cái người bên cạnh để mà trợ duyên hợp tác với mình trong cái lĩnh vực này thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì chúng ta thấy chỉ tay của bạn này cũng có những cái đường nó hướng ra. Đây cũng là một trong những cái đường nó hướng ra đây. Đó là những cái đường nói lên cái tiền bạc của mình cũng có sự đầu tư về thất thoát. Hoặc là chúng ta nhìn vào cái lòng bàn tay và cái đường sinh đạo, chúng ta cũng thấy được đây là một người rộng rãi, phóng thoáng. Cho nên về cái khả năng quản lý tài chính của họ sẽ là một cái điểm yếu. Cần phải có cái người hỗ trợ họ trong lĩnh vực này thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Chúng ta phân tích các cái gò thì chúng ta thấy về các cái yếu tố gò thì chúng ta thấy không đến nỗi nào. Tất cả các cái gò nó đều khá nhô cao.
cho thấy cái bộ mệnh, cái sự hạnh phúc của người này. Rõ ràng là họ có hưởng được một cái phần phúc trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên cái gò mộc tinh này nó, mình cảm giác như là nó hơi bị trượt ra phía ngoài, tức là nó không có một cái sự tròn đầy, mà nó bị trượt ra phần ngoài. Và cái gò mộc tinh này nó cũng có một cái phần màu xanh hoặc là màu xám đen, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy. Thì về tổng luận nãy giờ chúng ta cũng thấy được cái công danh, địa vị, sự nghiệp của người này đang gặp một số vấn đề. Và đặc biệt khu vực này chúng ta cũng thấy được cái hình tướng của nó. Chỉ riêng cái khu vực Minh Đường này thôi là còn sáng suốt, còn tức là chúng ta thấy quý nhân vẫn còn bên cạnh ta. Như vậy thì về các cái đường chỉ tay, chúng ta cũng thấy bạn này có một cái đường chỉ tay cũng khá là đặc biệt. Bởi vì nó giống như là một cái hình bàn tay chữ nhất như vậy. Đấy, các bạn thấy. Nhưng mà thực sự mà nói thì bàn tay của bạn này vẫn có đường trí đạo. Vẫn có đường trí đạo. Bàn tay chữ nhất thì đường trí đạo và đường tâm đạo nó sẽ là một cái đường chập vào nhau. Cho nên chúng ta chỉ thấy ở hai cái đường thôi. Nhưng mà đối với những người này thì rõ ràng chúng ta thấy đường trí đạo của họ vẫn còn. Mà cái đường tâm đạo này chúng ta thấy nó rất ngắn. Nó rất ngắn. Nó rất ngắn, cho thấy đây là một người đàn ông có một cái sự lạnh lùng của họ. Những người này thường là họ rất dễ thành công, bởi vì họ đã có thể bỏ qua được những cái cảm xúc về tình ái. Họ rất lạnh lùng, thậm chí là lạnh nhạt. Cho nên những người như vậy thường là họ rất quyết tâm trong cái công việc của mình. Nhưng mà về cái mặt tình cảm thì có thể là một cái điều gì đó khiến cho những người xung quanh họ cảm thấy sự lạnh nhạt. Người này có thể nói là cũng có một cái sức hút nào đó, chứ không phải không có. Mặc dù họ như vậy nhưng mà vẫn có một cái sức hút nào đó đối với những người khác giới. Đây cũng là một cái điều mà có thể đem lại cho anh ta cảm thấy rằng mình cũng còn có những cái người quý nhân bên cạnh của mình. Mặc dù trong những lúc mà có thể như cảm thấy như cô đơn, lạnh lùng như vậy, nhưng mà bên cạnh vẫn có người quan tâm. Về cái đường trí đạo này thì chúng ta cũng có thể nói là khỏi phải suy nghĩ nhiều. Đây là một người rất thông minh. Đây là một người rất thông minh. Họ có trí tuệ, có một cái sự gọi là năng động á. Có một sự năng động quá mức. Và những người có đường trí đạo như này của họ cũng là một người rất thực tế. Chính vì cái sự thực tế và cái sự năng động đó cho nên khiến cho người này đôi lúc có một cái điều gì đó nó hơi quá lố. Nó hơi lố so với những người bình thường. Và chắc chắn trong cuộc đời của người này ở những độ tuổi 35 họ sẽ có một sự thay đổi. Sự thay đổi này có thể là từ cái công việc, cũng có thể là từ cái suy nghĩ về cái nhân sinh quan của họ trong cuộc sống. Nó sẽ khiến cho người này có một cái sự thay đổi hoàn toàn so với những gì trước đây. Mà có thể là cái khả năng về cái nhận thức tư duy, về cái trí tuệ của họ có một sự khai mở là rất cao. Đó là những dấu hiệu về cái đường trí đạo. Và chúng ta thấy được thêm, đối với cái đường sinh đạo của người này, nó cũng có thể chia ra thành hai giai đoạn. Thứ nhất là cái đường sinh đạo từ cái điểm đầu của nó cho đến cái điểm ở ngay cái vị trí này. Thì cái giai đoạn về sau nó cũng có một sự tách rời ra, hoặc là có những cái đường nó bám víu vào nhau. Mà đặc biệt cái đường sinh đạo của bạn này bên trong á, là họ có cái đường này hướng thẳng đi lên. Có thể nói rằng là người này có một cái phúc gì đó rất là tốt so với những cái người khác. Bởi vì trong một cái thời gian dài họ đã được hưởng quá nhiều cái phúc lợi
cái phước báu từ dòng họ tổ tiên của mình. Họ được cái cơ hội từ rất sớm, được trao cho nhiều cái cơ hội, việc làm, tiền bạc, của cải, cơ quan, xí nghiệp, vân vân, có rất nhiều. Mà những điều này rất nhiều người ước mơ mà cũng không dám nghĩ rằng mình có thể có được nó. Nhưng mà đối với những người này, họ có một cái phước như vậy thì chúng ta nên trân quý nó. Đây là một điều hết sức may mắn. Nếu mà không trân quý nữa thì cuộc đời chúng ta cũng sẽ chỉ là biết than thân trách phận thôi. Chúng ta phân tích về cái gọi thái âm này, bạn này có khá là nhiều cái đường nó đi vào. Đây cũng là một trong những cái đường nó thể hiện người này có duyên làm ăn ở nơi phương xa. Bạn này không biết là mình không biết là bạn này làm cái công việc gì, nhưng mà đối với những người có tướng tài như thế này thì họ chắc chắn một điều phải là một người đi tới đi lui trong cái công việc kinh doanh của mình. Chúng ta thấy mặc dù người này có những cái đường chỉ tay nó đi ra ngoài như vậy đó, nhưng mà thực sự mà nói thì họ cũng có những cái nguồn tiền, nguồn lực rất lớn. Thứ nhất là từ ở bên trong gia đình của mình. Thứ hai là từ cái sự quý nhân ở bên ngoài. Trong ứng ngoại hợp. Bên trong thì được sự giúp đỡ của gia đình, bên ngoài thì được bạn bè hỗ trợ hợp tác. Và chính vì yếu tố đó nó đã hình thành nên một cái tam giác ngay cái khu vực này. Đây chính là một cái sự may mắn hết sức tuyệt vời của bạn này. Có thể trong một cái thời gian trước năm 35 tuổi thì bạn này có được một cái sự may mắn rất sớm. Có thể nói năm 27 cho đến 30 là một cái giai đoạn mà bạn này có một số tiền gì đó rất lớn. Có thể là trúng số hoặc là làm một cái điều gì đó mà gia đình của họ cho họ số tiền đó để mà lập nghiệp. Đại khái là như vậy. Đây là một điều mà chúng ta mơ ước cũng rất khó. Nhưng mà đối với những người này họ có thì đó là cái phước của họ. Và một cái yếu tố nữa để cho thấy rằng người này là một cái chủ của một doanh nghiệp và họ có một cái tầm ảnh hưởng và có đất đai điền sản là ở cái khu vực ở trên đây. Khu vực ở trên đây nó cũng có những cái tam giác cho thấy rằng cuộc đời của người này có hai cái giai đoạn cực kỳ quan trọng. Giai đoạn trước năm 30 tuổi và giai đoạn sau năm 35 tuổi. Họ sẽ có những cái điều gì đó may mắn trong cuộc đời của họ về khả năng tài chính, về cái công việc. Năm nay bạn này 36 tuổi, nó cũng là một cái giai đoạn có thể nói là ở thời kỳ đỉnh cao của bạn này. Nhưng mà đây chính là cái giai đoạn mà bạn này phải đi qua cái nhiều cái cung bậc cảm xúc về cái sự học hỏi của mình là chính. Trong những năm qua có thể nói là bạn này cũng đã có một cái sự tích lũy lớn rồi. Nhưng mà ở giai đoạn này chính là cái giai đoạn mà bạn này phải đi nhiều, học hỏi nhiều, tích lũy cho mình nhiều cái kiến thức, kinh nghiệm. Đó chính là cái giai đoạn đỉnh cao của bạn này trong cái thời điểm hiện nay. Có thể trong cái giai đoạn hiện nay nó sẽ có một cái sự mất mát đó. Nhưng mà những cái gì mà bạn này đang học, đó sẽ là một cái bước điểm, là một cái bước hành trang cho bạn này. Để có thể rằng 9 năm sau, đó chính là một cái cơ hội cho bạn này để có thể khai mở về cái trí tuệ của mình. 9 năm sau, tức là khoảng chừng 45 tuổi, là bạn này sẽ có bước vào một cái giai đoạn thời kỳ bạn này phát triển về mặt trí tuệ, về tâm linh. Có thể đây chính là một cái video, nó sẽ là một cái căn duyên cho bạn để 9 năm sau nó sẽ là một cái điều gì đó để chúng ta chiêm nghiệm lại. Có thể ở cái giai đoạn hiện nay là cái giai đoạn khó khăn của bạn này. Nó cũng giống như là những cái đường chỉ tay mà nó đi theo những cái hướng xuống như thế này. Nó cũng là một trong những cái đường nó thể hiện cái sự lo âu sầu muộn của mình. Ba đường nó cũng giống như là
ba cái đường tam tai như vậy, nhưng mà cái thời kỳ này nó đã khác nhau. Nó khác nhau. Có thể trong các cái bộ môn về tử vi, về bói toán thì người ta cũng có đưa ra khái niệm về năm tam tai. Nhưng mà thực sự mà nói, nếu mà chúng ta hiểu sâu sắc về đạo Phật thì thực sự trong đạo Phật không có cái khái niệm là tam tai, cũng không có khái niệm nào là sao la hầu, sao kế đô. Tất cả đều bình đẳng như nhau. Sở dĩ chúng ta gặp khó khăn và những cái đau khổ ở trong cuộc sống, đó cũng là do cái nghiệp của mình. Mà nếu như mà một người có đầy đủ cái đức của họ, thì cho dù tam tai nó có đến đi nữa thì nó cũng phải cúi đầu đi qua. Một người mà có đầy đủ cái đức rồi thì quỷ thần cũng phải nể phục, đừng nói chi là tam tai. Chúng ta không phủ nhận tam tai trong các bộ môn, không phủ nhận các cái sao tốt hay xấu. Nhưng mà khi mà một người chúng ta đầy đủ cái đức của mình rồi thì cho dù những yếu tố đó đến thì nó cũng không là cái gì cả. Đức nó sẽ bao bọc bảo vệ chúng ta. Chỉ cần tích lũy cho mình đủ cái đức thôi. Cho nên về cái tướng tai này chúng ta cũng thấy được rằng là bạn này cũng đã có thừa hưởng cho mình những cái âm phúc từ cái đời kiếp sâu xa nào đó, từ xa xưa rồi. Nhưng mà ở thời điểm hiện nay nó khó khăn thì nó cũng là do cái nghiệp lực của mình thôi. Cho nên cần phải tích lũy sâu dày thêm cái phúc báo của mình nữa thì nó sẽ giúp cho mình vượt qua một cách dễ dàng. Chúng ta thấy về cái đường chỉ tay thì bạn này cũng có những cái đường chỉ tay tốt. Chúng ta thấy ở cái khu vực cái gò mộc tinh này có cái hình vuông. Đây cũng là một người có một cái sự may mắn. Và trong cuộc sống họ cũng là một người biết giao tế, biết cách cư xử, biết cách ăn nói và có cái lộc về đất đai và bất động sản nữa. Đây là một điều hết sức tuyệt vời, cần phải có một cái sự trân quý đó. Ở thời điểm hiện nay nó chỉ là một điều gì đó, nó đến rồi nó sẽ đi thôi. Đến rồi nhất định sẽ đi. Như lúc đầu mình đã phân tích, ở giữa lòng bàn tay vẫn còn cái sự hồng hào của nó. Và chúng ta thấy bên trong của cái gò kim tinh này, bằng này có được quý nhân này. Cho nên những cái khó khăn hiện nay thì mình tin tưởng rằng nó sẽ được cứu cánh. Nó sẽ được cứu cánh. Ở giai điểm hiện nay chính là cái giai đoạn mà bạn cần phải bỏ ra công sức, tiền bạc, trí tuệ, sức khỏe của mình để mà thu thập cái thông tin, tri thức, kiến thức. Đó chính là cái giai đoạn thử thách trong giai đoạn hiện nay. Mà chúng ta thấy về cái tướng tai của người này, nó cũng có hình thành lên một cái con thuyền bát nhã như thế này. Rất rõ. Mặc dù bên trong chúng ta thấy còn khá là nhiều cái đường đang xen với nhau, tức là giữa đời và đạo bạn này còn có một cái sự rối rắm. Nhưng mà nó đã có một cái hình thu thiệt bát nhã này, thì rõ ràng cái tâm của người này là một cái tâm hướng thiện. Họ là một cái người có cái trách nhiệm, có hoài bão và có tính nhân văn. Quan trọng là cái tính nhân văn, tức là biết quan tâm chia sẻ đến những người khác. Và ở đây chúng ta cũng thấy nó dần dần hình thành thêm một cái tam giác nữa. Đây cũng là một cái mấu chốt của vấn đề của người này. Lúc đầu mình đã có phân tích đó, ở giai đoạn 45 nó sẽ là cái cơ hội để bạn này có một cái phát triển về cái trí tuệ hơn. Mà nó chưa dừng lại ở đây. Nó vẫn còn một cái thời kỳ đỉnh cao nữa ở độ tuổi ngoài 50. Đây mới chính là thực sự là một cái giai đoạn nó đem lại một cái sự may mắn cho bạn này. Từ nay tính đó có thể là bạn này sẽ có những cái thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng mà chính vào cái thời điểm đó, đó sẽ là một cái thành tựu, thành quả. Giống như là bạn đã từng bỏ ra rất nhiều công sức của mình vậy đó. Cuối cùng thì đã phải đến lúc gặt quả thôi. Chỉ sợ là chúng ta không bắt đầu thôi. Nhưng mà một khi đã bắt đầu thì phải có kết quả của nó.
Giống như chúng ta muốn ăn một cái hạt lúa, hạt cơm thì phải bắt đầu gieo trồng từ hôm nay. Nó giống như là một cái quá trình mà chúng ta đi gieo trồng hạt lúa để có được một hạt gạo như vậy. Và cái giai đoạn đó sẽ là cái giai đoạn mà sẽ thành tựu cho bạn này rất lớn. Và đừng quên cái yếu tố bên trong cái tâm của mình. Đó là một cái sự trách nhiệm, cái sự nhân văn sâu sắc của bạn này. Thì nó sẽ giúp và bổ trợ cho bạn này rất nhiều ở trên con đường phía sau này. Và một cái điều mấu chốt nữa mà mình muốn nhấn mạnh lại đó chính là chúng ta hãy xây dựng cho mình, quân tập cho mình đủ cái đức của mình. Thì cho dù những cái điều không may mắn, bất như ý đến, thì cái đức nó sẽ bảo vệ cho chúng ta. Và đó là những lời phân tích và chia sẻ mình muốn được gửi gắm đến bạn này và cũng như là tất cả các bạn. Mình sẽ xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.